Cô vừa có một ý này hay lắm. Sao hôm nay lớp chúng ta không đi tham quan hành tinh âm nhạc ha? Oh yeah, cô là số 1. Hành tinh âm nhạc hả? Mình đi thử đi thử. Hai em đi thử đi. Bụng bự có vẻ thích nhạc quá ha. Âm nhạc là một môn nghệ thuật dùng âm thanh để diễn đạt đó các em. Âm nhạc giúp cho cuộc sống con người sinh động và thú vị hơn đó. Mà đâu có ai gì nghe nhạc với bụng bự đâu, phải không cô? Tại sao các em không tự tìm hiểu ở hành tinh âm nhạc nè? Wow, những nốt nhạc kìa, bay nhảy khắp nơi luôn. Lớp chúng ta đi tham quan nha. Ở hành tinh âm nhạc có rất nhiều vùng đất dựa trên những phong cách và thể loại nhạc khác nhau. Chúng ta có nhạc hiện đại, nhạc cổ điển nè, nhạc êm dịu nè, rất nhiều luôn. Có thể nói, âm nhạc là thứ kết nối mọi người và ai cũng có thể nghe nhạc được. Vùng đất giao hưởng. Ồ, âm nhạc có đang nghe du dương quá cô ha. Đúng rồi, nhạc giao hưởng được xem như loại nhạc xua tan đi mọi mệt mỏi. Khi em bé nghe, còn có thể phát triển trí tuệ nữa. Nhạc gì mà nghe sến quá à. Em qua bên kia chơi nha cô. Hai anh cũng thích nghe nhạc điện tử hả? Chứ sao, quẩy lên đi mới đua. Yeah, lên là lên là lên là lên. Tắt ngắt ngay. Sao mọi thứ sơ sát quá vậy? Ui da, tự nhiên lỗ tai của mình nhức quá ta. Đạp đổ thùng rác, lăn trên bãi cỏ là do em làm đó bụng bự. Còn lỗ tai nhất là việc kết cấu tai trẻ em chưa chịu được âm thanh lớn liên tục. Nếu tiếp tục nghe nhạc lớn thường xuyên, có thể dẫn tới thủng màng nhĩ, điếc luôn á. Cô giáo nói đúng rồi đó anh bạn nhỏ. Em thử tìm nghe những loại nhạc thiếu nhi đi, thích hợp với lứa tuổi của mình. Hồi còn nhỏ, anh cũng nghe nhạc thiếu nhi không à. Bây giờ em hiểu rồi. Cảm ơn cô và anh đã chỉ cho em một bài học về âm nhạc nha.